Thưa quý vị, sau 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ngày hội đại đoàn kết dân tộc không được tổ chức. Năm nay, Ngày hội đại đoàn kết nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 năm 2022 được đông đảo bà con nhân dân của các khu dân cư của quận Hoành Sơn chào đón trong niềm hân hoan phấn khởi. Cùng với phần lễ trang trọng thì phần hội cũng sôi nổi không kém. Ngày hội đại đoàn kết chính là dịp tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các khu dân cư trên địa bàn quận Hoành Sơn đã tổ chức các hoạt động phần hội sôi nổi, vui vẻ và gửi gắm những thông điệp ý nghĩa. Hội thi nhảy bao bố phối hợp thi kéo co tập thể thể hiện sự đoàn kết của sức mạnh. Hội thi gói bánh tét của khu dân cư 16A Hòa Hải. Chiếc bánh tét được gói chính là sự thắt chặt của tình làng nghĩa xóm. Bánh nấu thành phẩm được chia cắt thành từng lát, đó chính là sự sẻ chia yêu thương. Hội thi gói bánh tét để đem lại những sự gần gũi của bà con lối xóm và tình nghĩa của quê hương, thì bánh này để trao quà cho những gia đình khó khăn. Thì tôi thấy rất là hưởng ứng cái tinh thần như thế này và mong là thường xuyên tổ chức như thế này để cho anh em họ giao lưu đoàn kết để mà bà con làng xóm thân thiện hơn. Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, sự nỗ lực trong hành động mỗi ngày, vùng đắp thắp sáng tình làng nghĩa xóm, bà sẵn sàng san sẻ. Trong ngày hội đại đoàn kết năm nay, các khu dân cư tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân, gia đình có điều kiện khá giả, hỗ trợ hàng chục suất quà, mỗi suất trị giá từ 300 đến 500 ngàn đồng, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư. Đồng tâm, hiệp lực xây dựng các khu dân cư ra mạng 3B, một ngày phát triển vững mạnh và thành đạt nhiều kết quả, và vận động và các bà con chúng ta đồng tâm nhất trí, trong các cuộc vận động trong khu dân cư. Tại ngày hội, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân một lần nữa được nhắc lại. Phần lễ trang trọng, phần hội sôi nổi, bữa cơm đại đoàn kết thân mật, tất cả đã tạo nên ý nghĩa trọn vẹn của tình làng nghĩa xóm, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, chia vui và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân.